Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 3, tôi là Lưu Phước. Tôi là Vi Dung và xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ khi nhận được tin nhắn nhắc nhở là không lấn chiếm buôn bán trên lòng lề đường vỉa hè. Nhiều người chọn mua căn hộ trên cao của các chung cư cao tầng để hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm không khí. Nhưng liệu điều này có thể là không đúng? Chuyện tối nay sẽ là những tiết lộ từ các fan của Sơn Tùng MTP, còn được gọi là các Sky, về chiến dịch cày view đến mức quên ăn, quên ngủ cho thần tượng của họ. Giới thiệu mẫu bao cao su thông minh có khả năng phát hiện các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Thưa quý vị và các bạn, những chiếc điện thoại như thế này thì đang không chỉ còn dừng lại ở các chức năng như là nghe, gọi hay là nhắn tin lướt web thông thường, mà nó còn đang trở thành một kênh giao tiếp giữa chính quyền và người dân. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, trong bối cảnh chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ đang được triển khai một cách quyết liệt, thì nhiều người dân đã rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn là không được lấn chiếm buôn bán trên lòng lề đường. Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi khoảng 700 tin nhắn điện thoại và tin nhắn có nội dung là kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2017 thì đội quản lý đô thị trật tự của quận phối hợp cùng với công an quận và ủy ban nhân dân các phường lập lại trật tự tại tuyến đường Kinh Dương Vương, Vành Đai Trong, Tên Lửa, tỉnh lộ 10 và đề nghị các hộ kinh doanh không chiếm dụng lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Nhiều hộ dân sau khi nhận được tin nhắn đã chủ động dọn dẹp hàng hóa để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Bên cạnh đó, chiến dịch ra quân xử lý vi phạm cũng diễn ra trong nhiều ngày qua và được giao cho Ủy ban nhân dân phường trực tiếp thực hiện. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định là nếu phường nào không xử lý được việc lấn chiếm lòng lề đường thì chủ tịch phường sẽ phải luân chuyển công tác. Có lẽ rất hiếm khi mà chúng ta thấy được một sự lan tỏa đầy quyết liệt từ Nam ra Bắc của cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ như hiện nay. Và không thể không nhắc đến ông Đoàn Ngọc Hải là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, người có những phát ngôn đanh thép và hành động quyết đoán về lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ông Hải cũng đã chia sẻ rằng là chính bản thân ông thì cũng là người lớn lên từ gánh hàng rong của cha mẹ, nên là ông rất thấu hiểu những vất vả mưu sinh của bà con. Thế nhưng vì bộ mặt đô thị thì ông mong là người dân thông cảm và chung tay cho sự văn minh của thành phố. Vâng, và đúng là việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ là rất cần thiết, nhưng mà để làm một cách triệt để, không xảy ra chuyện đầu voi đuôi chuột thì việc giải quyết cái kế mưu sinh kế sinh nhai cho những người đang sống dựa vào vỉa hè hiện nay cũng không thể xem nhẹ. Dù rằng là ai cũng biết rằng việc kinh doanh ở trên vỉa hè thì ngay từ đầu đã là một việc sai phạm. Tại Hà Nội thì dù chưa thống kê là có bao nhiêu người bán nước chè mưu sinh ở trên vỉa hè, nhưng mà để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ thì đích thân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các quận khảo sát các hàng bán nước ở trên vỉa hè và xem xét hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn chuyển đổi nghề trong 6 tháng. Thực tế khảo sát của các quận cho thấy là vi phạm chủ yếu của các điểm bán hàng nước là căng phủ bạt, bày hàng quán để phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở giao thông, xả nước và rác gây mất vệ sinh công cộng, ô nhiễm môi trường, hoạt động gần tủ điện lưới, gần cột điện, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Một số điểm có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội như là lô đề, cá độ. Theo ông Nguyễn Đức Trung thì mỗi hàng nước chè một ngày thu được vài trăm nghìn, nhưng có một số quán bán cả xổ số, số đề, thậm chí không loại trừ cả ma túy. Nếu những người bán nước chè thực sự khó khăn thì các quận đề xuất phương án là có nên hỗ trợ cho họ chuyển đổi nghề trong vòng 6 tháng hay không? Có một số thông tin khá thú vị từ những người buôn bán kinh doanh nhờ vỉa hè. Đó là do họ không phải thuê mướn mặt bằng, cho nên là nhiều cá nhân và hộ gia đình đã làm ăn rất là phát đạt nhờ vỉa hè. Có trường hợp từng cho biết là kinh doanh bánh mì thì họ đã thu tới 600 triệu đồng một tháng. Bán trà đá thì kiếm tới 50 triệu đồng một tháng. Hay như là bán xôi, bán nước mía ở vỉa hè thì cũng có thu nhập rất là cao. Với trà đá chẳng hạn thì vốn đầu tư chúng ta biết là họ rất là ít, chỉ khoảng là 500.000 đồng thôi. Và chỉ sau 2 ngày thì đã thu hồi đủ vốn. Vậy nên là bán trà đá là công việc không quá vất vả nhưng có thể mang lại thu nhập mà nhiều người làm các nghề khác phải mơ ước. Vâng, nhưng mà chị Dung hay là quý vị cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng là việc kiếm tiền ở thủ đô là quá dễ dàng. Bởi vì nếu không tin thì quý vị hãy thử bằng cách là sắm một bộ đồ nghề rồi ra ngồi bán trà đá ở vỉa hè xem là có những ai sẽ đến hỏi thăm, và nếu không chi tiền thì có thể yên ổn mà làm ăn được không? Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì có lẽ mới chỉ khảo sát các quán bia ở trên địa bàn để đi tới kết luận là khoảng 80% các quán bia trên vỉa hè là có công an chống lưng. Nếu có thời gian thì ông cũng nên đi khảo sát các quán nước chè chẳng hạn hay những quán kinh doanh khác ở trên vỉa hè. Và tôi nghĩ thì kết luận cũng sẽ rất đáng để suy ngẫm.
Trong bối cảnh thì bầu không khí tại các thành phố lớn đang ngày càng ô nhiễm, thì một trong những giải pháp đang được nhiều gia đình lựa chọn đó là chọn mua các căn hộ ở các chung cư cao tầng, với hy vọng là cách làm này thì sẽ giúp họ tránh được bầu không khí ô nhiễm và có thể hít thở được những không khí trong lành. Nhưng mà thực tế thì có được như vậy hay không? Quý vị và các bạn hãy cùng với phóng viên Chào Buổi Tối đi tìm câu trả lời. Đây là công việc hàng ngày của chị Thu Trà sẽ thực hiện sau khi đi làm về. Dù sống tại tầng 18 của chung cư, nhưng cứ đến cuối ngày, nhà cửa, bàn ghế, ấm chén của chị Trà lại phủ đầy bụi. Rất là bụi bởi vì tôi cũng không biết là trong bầu không khí có bụi như thế nào, nhưng mà cứ không lau chùi một thời gian là tủ hay là bàn ghế sẽ bám bụi rất nhiều. Nhiều người lầm tưởng sống trên cao sẽ đỡ bụi, đỡ ô nhiễm hơn nhà mặt đường. Nhưng các chuyên gia cho biết, chỉ các loại bụi có kích thước lớn thì tất cả các chất ô nhiễm đều có thể khuếch tán lên các khu vực trên cao. Thậm chí đôi khi, càng ở trên cao càng ô nhiễm. Các cái bụi hydrocarbon từ các cái ống thải, từ các cái phương tiện vận chuyển, thế rồi là mùi H2S, rồi là ammoniac từ các cái hoạt động bình thường của con người. Cho nên là nó là cái nguồn phát tán ra các chất ô nhiễm thì đương nhiên là nồng độ của các cái chất nó sẽ cao hơn. Thế nhưng mà do sự vận chuyển không khí, rồi do gió, thì do rất nhiều cái yếu tố khác mà những cái chất ô nhiễm này nó dù mặc dù nằm ở đất nó vẫn được bốc lên trên cao hoặc nó di chuyển ra xa. Theo số liệu quan trắc, thời điểm ô nhiễm nhất trong ngày trùng với giờ cao điểm về giao thông. Buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và buổi chiều từ 16 giờ tới 19 giờ tối. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, từng vị trí khác nhau mà mỗi khu chung cư sẽ có mức độ ô nhiễm khác nhau. Khi mà các cái chất ô nhiễm nó phát tán ra từ các cái nguồn ô nhiễm thì có một số nguồn ô nhiễm nó ở gần mặt đất, nhưng cũng có những cái nguồn ô nhiễm nó ở trên cao. Ví dụ từ ống khói của các khu công nghiệp, các nhà máy, nếu như mà các khu dân cư mà gần các cái khu công nghiệp thì hoàn toàn là các cái chất ô nhiễm ở trên cao, nó cũng thể là nó duy trì ở cái nồng độ cao. Chứ không nhất thiết là ở trên cao thì nó cứ phải là thấp hơn mặt đất. Dù hàm lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có nhỏ hơn khi ở dưới mặt đất, song không ai có thể khẳng định sống tại các chung cư cao tầng sẽ giúp người dân tránh được ô nhiễm không khí. Như vậy là sống ở các chung cư cao tầng trong thành phố cũng không phải là cách có thể giúp quý vị được tận hưởng một bầu không khí trong lành. Và nếu tình trạng không được cải thiện thì cơ thể trong một tương lai không xa nữa thì chúng ta sẽ phải mua không khí sạch về để thở, giống như là mua nước sạch hay là rau sạch cũng như là thịt sạch hiện nay vậy. Tại Thụy Sĩ thì một người đàn ông đã nghĩ ra một cách kiếm tiền độc đáo, đó là kinh doanh sản phẩm không khí sạch lấy về từ núi Alper. John Green, một người Anh hiện đang sống tại Basel, Thụy Sĩ, đã nảy ra ý tưởng kinh doanh không khí sạch khi nhận thấy nhu cầu ngày một tăng trên toàn thế giới. Theo đó, Green đã hút không khí trong lành ở dãy Alper, cho vào lọ thủy tinh rồi đóng kín, sau đó bán cho bất kỳ ai có nhu cầu. Được biết, mỗi lít không khí sạch của Green được bán với giá 167 đô la Mỹ, tức là khoảng 3,7 triệu đồng. Tuy nhiên, Green cũng cung cấp những bình nhỏ dung tích 500 ml với giá 97 đô la Mỹ, tức là gần 2 triệu đồng. Ngoài ra, những bình không khí của Green còn được bán kèm theo giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng và cả thông tin tọa độ nơi lấy khí để giúp khách hàng thêm yên tâm về nguồn gốc sản phẩm. Vâng, việc kinh doanh này thì nghe có vẻ khá hài hước và một số người còn nói rằng nó điên rồ nữa. Nhưng mà lợi nhuận mà nó thu về lại khiến cho nhiều người phải bất ngờ. Và đó cũng là lý do tại sao mà mô hình kinh doanh này đã từng được rất nhiều người trên thế giới triển khai. Giống như một doanh nhân mới chỉ có 27 tuổi tên là Leo De Watts đã kiếm được bộn tiền bằng cách là kinh doanh không khí sạch từ các vùng nông thôn của nước Anh rồi bán sang các thành phố bị ô nhiễm của Trung Quốc với giá là 115 đô la Mỹ cho một chai chỉ có 580 ml mà thôi. Vâng, nếu như mà đến một lúc nào đó bầu không khí quá là ô nhiễm thì có lẽ là các gia đình giàu có không phải là gia đình sở hữu biệt thự, xe sang hay là ăn những món sơn hào hải vị nữa mà sẽ là những gia đình được hít thở không khí trong lành. Và theo thống kê, mỗi ngày một người cần có 10.000 lít không khí mới có thể đáp ứng được nhu cầu thở của cơ thể. Quý vị hãy thử đem nhân 10.000 lít với đơn giá là gần 3,7 triệu đồng một lít để xem là một ngày thì hít thở không khí trong lành tiêu tốn hết bao nhiêu tiền. Vậy nên là hãy biết trân trọng khi mà chúng ta vẫn còn là những tỷ phú được hít thở khí sạch như hiện nay. Những người yêu nhạc nói chung và người Hà Nội nói riêng có lẽ đều biết đến tác phẩm Em ơi Hà Nội phố do Phú Quang phổ thơ của nhà thơ Phan Vũ.
Phổ nhạc của nhà thơ Phan Vũ. Tuy nhiên thì ít người biết rằng là những lời ca mà chúng ta đã quen thuộc bấy lâu nay chỉ là một phần nhỏ trong bản trường ca Em ơi Hà Nội phố mà phải sau 45 năm sáng tác thì nhà thơ Phan Vũ mới vừa công bố. Tối qua mùng 4 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Phan Vũ đã ra mắt tập trường ca Em ơi Hà Nội phố, không chỉ có 21 câu như ca khúc mà Phú Quang đã phổ nhạc mà là khúc trữ tình dài 443 câu được chia thành 24 đoạn, được nhà thơ Phan Vũ viết vào năm 1972 trên căn gác nhỏ ở phố Hàng Bún trong những ngày Hà Nội chìm trong cơn mưa bom bão đạn. Lần ra mắt này thì bên cạnh bản Em ơi Hà Nội phố trọn vẹn nhất còn có 7 phụ bản do nhà thơ Phan Vũ vẽ và 8 bức chân dung tự họa trầm mặc mang tên Phan Vũ. Thơ và tranh, thơ và nhạc cộng hưởng vào nhau làm nên một tác phẩm sống mãi cùng thời gian, làm nên một tập trường ca giản dị mà xúc động về Hà Nội. Câu chuyện sau đây cũng sẽ giúp quý vị khám phá thêm những điều chưa biết về những âm thanh tưởng chừng đã quen thuộc trong cuộc sống của mình. Tôi đang muốn nói đến bản nhạc chuông huyền thoại của thương hiệu Nokia. Hãng sản xuất của Phần Lan này vừa chính thức đưa sản phẩm Nokia 3310 trở lại với những tín đồ của dòng điện thoại danh tiếng một thời này. Vâng, và dù là những cái ông hoàng công nghệ như là Apple hay là Samsung lấn lướt, nhưng mà chắc hẳn thì ấn tượng mà Nokia để lại trong lòng của những người sử dụng thì vẫn còn rất sâu đậm. Và đặc biệt là những giai điệu mà bản nhạc chuông rất đặc trưng Nokia Tune mang đến cho chúng ta. Tuy những giai điệu này đã trở nên rất đỗi quen thuộc, nhưng mà không phải nhiều người biết về nguồn gốc thực sự của nó. Bản nhạc chuông Nokia Tune được lấy từ bản nhạc có tên là Grand Vance do huyền thoại guitar cổ điển Francisco Tárraga sáng tác vào năm 1902. Vào năm 1903 thì Aci Vanjiki, sau này là phó chủ tịch mảng giải pháp di động của Nokia, đã mua lại bản nhạc Grand Vance rồi cùng với đồng nghiệp bàn bạc chọn ra đoạn nhạc chuông độc quyền cho Nokia. Nokia Tune lần đầu được sử dụng trên dòng điện thoại Nokia 2110 ra mắt vào năm 1994 dưới cái tên Type 7. Với các dòng máy khác thì nó còn được gọi là Type 5 và Type 13. Đến tháng 12 năm 1997 thì cùng với màn ra mắt của Nokia 6110, bản nhạc chuông huyền thoại này lần đầu được có một cái tên thực sự là Grand Vance. Vào năm 1999 thì Grand Vance đổi thành Nokia Tune và chính thức trở thành nhạc chuông hàng đầu của Nokia. Cho đến tận bây giờ thì bản nhạc Nokia Tune vẫn luôn được xem là đặc trưng không thể lẫn của Nokia và được dùng làm mặc định cho tất cả các dòng máy Nokia từ bình dân cho tới cao cấp. Cuộc sống của chúng ta đang trở nên ngày một thuận tiện và thoải mái hơn với sự ra đời của hàng loạt thiết bị, vật dụng, ứng dụng công nghệ cao. Không chỉ là điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh hay là cả quần áo thông minh. Giờ đây thì bao cao su thông minh cũng đã chính thức góp mặt vào danh sách này. Vậy thì tại sao nó lại được coi là bao cao su thông minh? Thông minh như thế nào thì thông tin chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ngay sau đây. Bao cao su có tên Icon là dạng thiết bị đeo thông minh mới nhất trong lĩnh vực công nghệ được sản xuất bởi công ty British Condoms. Tương tự như các thiết bị theo dõi sức khỏe khác, bao cao su thông minh sẽ sử dụng vi xử lý nano và công nghệ Bluetooth để truyền tải dữ liệu tới một ứng dụng smartphone. Với Icon, người sử dụng có thể biết được số lượng calo bị đốt cháy trong quá trình quan hệ tình dục, thời gian quan hệ tình dục, nhiệt độ cơ thể, cũng như sức mạnh và tốc độ di chuyển. Ngoài ra, tiện ích sẽ thông báo cho người dùng sản phẩm về sự hiện diện của bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Icon hiện mới đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm nay với giá gần 75 đô la Mỹ. Tiếp tục chương trình với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, những câu chuyện về Sơn Tùng MTP chưa bao giờ là hết nóng và cũng không chỉ dừng lại trong phạm vi của những người hâm mộ chàng ca sĩ trẻ này. Có thể nói năm 2017 là một năm bùng nổ với nhiều tin vui với anh chàng ca sĩ quê Thái Bình. Mở đầu là việc anh trở thành ca sĩ Việt đầu tiên đạt nút vàng danh giá của YouTube. Và tiếp sau đó là các MV Lạc Trôi Rồi Nơi Này Có Anh lần lượt lập các kỷ lục là MV nhạc Việt đầu tiên đạt được 100 triệu lượt xem trong thời gian ngắn nhất.
và kỷ lục là MV mới được lượng người xem nhiều nhất ở trên thế giới. Vâng, mặc dù đây là thành công nhờ sự cố gắng sáng tạo không biết mệt mỏi của Sơn Tùng, nhưng mà bên cạnh đó thì phải kể tới sự đóng góp không hề nhỏ của lực lượng fan hùng hậu của nam ca sĩ trẻ này. Những người này thì được gọi với cái tên là Sky. Với bất kỳ nghệ sĩ nào thì mối quan hệ với người hâm mộ cũng là thứ không thể thiếu. Nhưng có lẽ ở Sơn Tùng MTP cùng với các Sky thì có nhiều chuyện hơn để chúng ta bàn. Vâng, và trong tiểu mục chuyện tối nay thì chúng ta sẽ cùng nghe các fan của Sơn Tùng, tức là các Sky, nói về tình yêu mà họ dành cho thần tượng. Và đặc biệt là họ sẽ tiết lộ về những phương thức giúp cho các MV của Sơn Tùng đạt được kỷ lục về lượng người xem. Và nói theo ngôn ngữ của giới trẻ là việc cày view của các Sky. Và trước khi gặp gỡ với hai bạn trẻ này thì xin mời quý vị sẽ cùng tới với không khí của buổi luyện tập chiều nay của Sơn Tùng cho đêm nhạc Tình Khúc Cho Em diễn ra vào tối nay tại Hà Nội. Mới 11 giờ trưa, các fan hâm mộ của Sơn Tùng đã có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, mặc dù phải đến 15 giờ Sơn Tùng mới xuất hiện cho buổi tổng duyệt. Tuy là ca sĩ có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất hiện nay, nhưng Sơn Tùng lại không thường xuyên tổ chức họp fan, nhất là ở khu vực miền Bắc. Vì vậy, những đêm nhạc có Sơn Tùng diễn như đêm này được coi là cơ hội hiếm để các fan gặp gỡ thần tượng của mình. Theo Tùng được gần 3 năm rồi, thì cách đây 2-3 năm gì đấy, bọn em kiểu rất là theo dõi những cái sát sao, những lịch trình như kiểu giờ bay rồi, lịch diễn, thậm chí là những cái kiểu tổng duyệt như bây giờ, mấy đã phải theo dõi rất là sát. Các fan hâm mộ của Sơn Tùng thường là mới chỉ được nhìn mặt thần tượng trong chớp nhoáng, thậm chí nhiều người còn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mức độ yêu mến và nhiệt tình thì dường như không có giới hạn. Cứ MV hay sản phẩm âm nhạc nào ra mắt là họ kêu gọi chia sẻ rất hăng hái và không biết mệt mỏi. Việc xem MV của Sơn Tùng đã trở thành một hoạt động thường ngày và quan trọng như ăn cơm, uống nước của các bạn trẻ này. Em có thể dành ra mấy tiếng đồng hồ để xem MV của Tùng. Buổi tối rảnh rỗi thì sẽ cày view cho Tùng và cũng như là kiểu sẽ share lên Facebook này nọ cho các bạn bè rồi cứ giới thiệu với cả những người thân quen của mình là nghe thử bài này đi, có thể là sẽ rất là hay. Bọn em cũng thường là ngày đêm, có thể đến đêm thì cũng bật đi bật lại, tôi đi tôi lại rất là nhiều mà cũng chỉ nghe và cùng nhau huy động của mọi người. Không quá khi nói rằng sự thành công mà Sơn Tùng MTP có được nhờ rất nhiều vào sức mạnh của người hâm mộ. Người ta từng nói Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm là hai ca sĩ có lượng fan hâm mộ đông đảo và cuồng nhiệt nhất showbiz. Thế nhưng nhìn thế mạnh và kết quả mà sự cuồng nhiệt cày view của fan Sơn Tùng mang lại, có lẽ nhiều người sẽ phải suy nghĩ khác. Vâng, thưa quý vị, có mặt trong trường quay của chúng tôi lúc này đó là bạn Nguyễn Tú Minh và bạn Hoàng Đức Huy. Các bạn đều là những fan hâm mộ của ca sĩ trẻ Sơn Tùng MTP. Trước tiên là cảm ơn hai em đã dành thời gian đến với chương trình Chào Buổi Tối. Các bạn thân mến, chị có một cái thắc mắc như thế này, đó là thường thì fan hâm mộ thì người ta cũng vẫn gọi là fan hâm mộ thôi, nhưng mà riêng những cái người hâm mộ của Sơn Tùng thì các bạn có một cái biệt danh riêng để gọi với nhau, đó là Sky, và các bạn gọi Sơn Tùng là sếp. Vậy thì vì sao mà các bạn lại có những cái tên này để đặt cho nhau nhỉ? Sky là bầu trời ạ, là tức là bầu trời luôn luôn dõi theo và bảo vệ Sơn Tùng ạ. Còn sếp ấy là mới đây ấy là Sơn Tùng có thành lập một cái công ty ạ. Thì sếp là người ta gọi vui, ý là CEO ấy ạ. Là sếp thì các fan hâm mộ người ta hay gọi là sếp ạ, gọi vui đấy ạ. Thế còn cái chữ MTP thì như thế nào nhỉ? MTP thì là cái này là một biệt danh mà Tùng tự đặt cho Tùng, nghĩa là em nghĩa là music, T nghĩa là tài năng và P có nghĩa là phong cách, MTP có nghĩa là music, tài năng và phong cách ạ. Tú Minh thân mến, chị cũng muốn hỏi luôn là em đã bắt đầu thích nhạc của Sơn Tùng MTP từ khi nào và lý do vì sao mà em lại thích nhạc của Sơn Tùng đến như vậy? Cách đây vào khoảng 3 năm trước ạ, khi mà Tùng cho ra cái bài hit Em Của Ngày Hôm Qua và em đã theo dõi Sơn Tùng từ đó, thì bài đó thì là thực sự là một cái bản hit rất là hay và cũng thấy là Tùng là một người rất là có phong cách và cả tính âm nhạc thì cũng hợp với mình ạ, nên là bắt đầu từ đó thì em trở thành fan của Tùng ạ. Chúng ta biết là Sơn Tùng thì rất hay tung ra những cái bản hit của mình vào những cái thời điểm và cái khoảng thời gian rất là đặc biệt, là khoảng 0 giờ đêm của những cái ngày lễ rất là đặc biệt trong năm. Vậy thì là những fan ruột của Sơn Tùng thì các bạn đã có cái tâm trạng háo hức và mong chờ những cái sản phẩm mới của Sơn Tùng như thế nào? Thì bình thường là bọn em lúc mà Tùng ra lúc là 0 giờ ấy thì bọn em sẽ thức để bọn em đợi đến cái sản phẩm mới của Sơn Tùng mà bọn em nghe. Xong rồi bọn em chia sẻ lên Facebook các để cày view cho Sơn Tùng, cho nhiều người xem, cho nhiều người biết đến bài hát đấy ạ. Xong rồi sáng bọn em ngủ, hôm sáng ngày hôm sau thì bọn em lại nghe lại.
Em vừa có nhắc tới từ cái view đúng không ạ? Việc sở hữu được một lượng fan lớn và đặc biệt là những cái fan trung thành như các em đây thì có lẽ bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng mong muốn, và đây là một điều rất là hạnh phúc của Sơn Tùng. Em vừa nói cày view, với cái sản phẩm mới của Sơn Tùng cụ thể là em làm gì để tham gia vào cái hoạt động cày view này và nó diễn ra như thế nào? Với một cái sản phẩm cụ thể nhất gần đây đạt kỷ lục về người xem là MV Nơi Này Có Anh. Bài Nơi Này Có Anh ấy thì Sơn Tùng quay rất là đẹp ạ. Cho nên mỗi lần mà bọn em xem là bọn em đều muốn xem đi xem lại ạ. Cho nên xem đi xem lại cũng là tăng view cho thần tượng của bọn em. Cho nên bọn em sẽ xem đi xem lại ạ. Và nghe đi nghe lại của bài của Sơn Tùng ạ. Thế cụ thể với bài Nơi Này Có Anh thì em cá nhân em nghe bao nhiêu lần rồi, Tú Minh thì nghe bao nhiêu lần? Có nhớ được không? Không nhớ, em không nhớ. Bọn em nghe nhiều lần quá nên là không nhớ. Ngoài cái việc là mình nghe ra thì mình còn kêu gọi và bảo một người thân của mình hoặc là bạn bè của mình nghe nữa. Thì để cho ngày càng cái lượt view nó cao hơn và cũng tạo lên cái kỷ lục cho thần tượng của mình ạ. Cái này là việc các em tự sẵn sàng làm cho thần tượng của mình hay là có một cái hoạt động, một cái cuộc kêu gọi trong nội bộ cái cộng đồng Sky của các em? Không, đây là cũng có những cái khi mà bọn em kêu gọi những cái nhóm nhỏ hoặc là những cái tổ chức lớn là cày view, còn đâu bình thường thì tự mình cũng phải tự xem lại MV của thần tượng mình nhiều lần nữa. Ok, các em đều không nhớ là mình đã xem bao nhiêu lần đúng không? Anh cũng rất là băn khoăn. Với cái kỷ lục mà MV Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng đạt được là 7 triệu đúng không? 7 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ ra mắt và lọt vào danh sách là MV mới được nhiều người xem nhất ở trên thế giới. Vậy thì anh rất là quan tâm tới không khí diễn ra trong cộng đồng Sky của các em vào cái 24 cái giờ sau khi cái sản phẩm này ra mắt, nó diễn ra như thế nào? Sau 24 giờ thì nói chung là bọn em cũng xem đi xem lại, với là cộng đồng fan của Sơn Tùng rất là đông ạ. Cho nên bọn em lúc nào cũng xem kiểu như là bài hát đấy kiểu quay rất là đẹp, cho nên bọn em cứ xem đi xem lại. Không, em xem bằng những cái thiết bị gì, ở những nơi nào? Em xem bằng điện thoại, máy tính, iPad. Khi mà các em nói là các em cày view đúng không, thì các em phải dành rất là nhiều cái thời gian để các em xem đi xem lại những cái MV đó trên YouTube. Mà chị biết là các em thì còn có cái thời gian phải dành cho học tập này, dành cho công việc của mình nữa. Vậy thì các em làm thế nào để cân đối được hai cái việc này? Bọn em sẽ cố gắng sắp xếp những cái thời gian học tập và cá nhân của mình ạ. Cho không bị ảnh hưởng đến cái việc cá nhân. Sắp xếp như thế nào nhỉ? Cụ thể hơn đi. Nghĩa là nếu mà có những cái ngày nghỉ ạ, ngày nghỉ cuối tuần chủ nhật thì hầu hết là nếu mà có thời gian là nghỉ là không phải đi học hoặc là không phải có việc cá nhân thì sẽ là nguyên cả một buổi đó là sẽ xem MV của Tùng, xem đi xem lại nhiều lần. Mà chia sẻ lên những cái trang mạng xã hội để cho nhiều người biết đến hơn. Vậy thì bố mẹ cũng như là những người thân của các em thì có nói gì không, hay là có thể hiện cái thái độ gì khi mà thấy các em có một cái tình cảm yêu mến rất là đặc biệt dành cho thần tượng của mình như vậy? Bố mẹ luôn ủng hộ bọn em và luôn tôn trọng quyết định của bọn em ạ. Tại vì là nếu mà mình không làm ảnh hưởng đến việc cá nhân của mình thì bố mẹ cũng sẵn sàng ủng hộ thôi ạ. Chị cũng có biết đó là không ít có những cái trường hợp mà những cái người hâm mộ của Sơn Tùng thì cũng có đôi khi là thể hiện những cái thái độ mà chúng ta tức là không hài lòng lắm, ví dụ như là có những lời nhận xét không ngay về Sơn Tùng. Chúng ta biết là trong cái cuộc thi The Face thì ca sĩ Tùng Dương cũng đã có đôi lời nhận xét về ca sĩ Sơn Tùng, và sau đó thì cái trang Facebook cá nhân của Tùng Dương cũng đã bị các bạn fan hâm mộ, các bạn Sky của Sơn Tùng tấn công rất là nhiều, và một vài những cái trường hợp khác nữa. Vậy thì các em nghĩ sao về những cái trường hợp đó, và ở trong cộng đồng Sky các em thì những cái bạn fan cuồng đến mức như vậy có nhiều hay không, có đông không? Thật ra thì em nghĩ là bất cứ một fan hâm mộ của bất cứ một ca sĩ nào khi mà nghe được những cái điều không hay hoặc những cái lời nhận xét mà nó không đúng với thần tượng của mình thì đều muốn lên tiếng bênh vực. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình bênh vực theo một cách văn minh thì em nghĩ là không có gì là sai cả. Tại vì mình lấy lại tiếng nói của thần tượng của mình để cho những người khác người ta không hiểu lầm nữa. Còn đâu là về những cái trường hợp mà kiểu như là chửi bậy hoặc là có những cái hành vi khác kiểu nó quá đà quá thì cũng ít và cũng không xảy ra nhiều, và hầu hết những bạn đó thì đều là nghĩa là ở bên ngoài cái trang mạng xã hội người ta tự hứng lên thôi, còn đâu là hầu hết những người nào mà ở trong cộng đồng thì đều là bênh vực nhưng mà theo một cách văn minh. Thế thì các em có bao giờ là sợ người khác sẽ nghĩ mình là một fan cuồng, hay là nói là, rằng là ui đấy là những cái bạn đấy là fan cuồng đấy, các em có bao giờ sợ cái câu nói đó không? Sợ thì cũng không sợ, tại vì là có là fan cuồng thì nó cũng có ý tốt và còn có ý xấu. Nhưng mà bọn em thì nếu mà là fan cuồng thì sẽ là fan cuồng một cách văn minh, nên là bọn em sẽ không sợ gì hết. Thế thì các em có cái điều gì mà muốn nhắn nhủ đôi lời với các bạn fan cuồng không chỉ của Sơn Tùng mà của cả những cái ca sĩ trẻ khác bây giờ không? Nhắn nhủ thì là có một lời nhắn nhủ đó là các bạn ơi hãy thần tượng theo một cách văn minh và có khoa học.
Như vậy thì các bạn sẽ thực chất là được theo đuổi thần tượng của mình một cách đúng nghĩa, và thần tượng cũng sẽ rất là hạnh phúc vì điều đó ạ. Tôi cũng nghĩ rằng là tất cả các nghệ sĩ đều mong muốn được có được những cái người hâm mộ chân chính, mà bạn nói rằng là một cách khoa học mà lành mạnh như thế trong cái việc hâm mộ cái thần tượng của mình, đúng không ạ? Tôi vẫn quan tâm tới những cái cộng đồng Sky. Tôi nghĩ rằng đây là một cộng đồng khá là bí hiểm đối với cá nhân tôi, bởi tôi không tham gia. Không biết là cộng đồng này thì hiện tại thì lớn không, quy mô như thế nào, và cái sức ảnh hưởng của nó trong cái giới những cái người hâm mộ của các nghệ sĩ thì nó như thế nào? Cộng đồng Sky với Sơn Tùng mà rất là đông ạ, bởi vì Sơn Tùng bây giờ cũng có 9 triệu like trên fanpage Facebook ạ, và hơn 1 triệu trên Instagram, cho nên là cộng đồng người hâm mộ của Sơn Tùng rất là lớn. Còn trên YouTube thì cũng vừa mới đạt được 1 triệu người theo dõi ở trên nick YouTube. Còn đâu về cái việc là hoạt động quy mô sao thì cũng có những cái tổ chức và đứng ra để có thể mỗi lần mà Sơn Tùng có một cuộc biểu diễn hay là có bất cứ một cái hoạt động nào thì bọn em đều đứng ra tham gia, hoặc là có thể là tổ chức những cái hoạt động bình thường. Các anh các chị cũng có tổ chức những cái hoạt động từ thiện để có thể giúp cho là thay mặt Tùng để đứng ra để có thể làm những cái việc tốt thay cho Tùng ạ. Đúng là việc gì mà chúng ta có tổ chức mà có người đứng đầu thì hoạt động nó sẽ thuận lợi hơn và nó cũng quy củ hơn, đúng không? Vậy thì cái chiến dịch cày view chẳng hạn mà chúng ta đang đề cập tới đấy thì ai là người đứng đầu cái chiến dịch này, các em có biết không? Thật ra thì cái này là kiểu chung chung, có nghĩa là sẽ có những cái nhóm lớn và những cái nhóm nhỏ thì bọn em tự đứng ra để bọn em có thể phân chia nhau, hoặc là bọn em tìm thêm những cái bạn khác vào nhóm đó để có thể dành ra những cái thời gian nhất định và cụ thể cùng nhau. Có thể là sắp tới có thể có một cái mốc lượt xem nào đấy nhanh chóng thì bọn em sẽ tập trung lại vào khoảng thời gian nhất định và cùng nhau xem lại cái MV đó nhiều lần. Bây giờ giả dụ như là Sơn Tùng sắp có một cái sản phẩm âm nhạc mới mà sẽ ra mắt vào 0 giờ của một ngày nào đó cách đây khoảng 1 tháng 2 tháng chẳng hạn, và sẽ phải phá cái kỷ lục 7 triệu vừa rồi mà chúng ta đã đạt được, là các Sky rất là trung thành, thì các em dự kiến là mình sẽ làm gì để giúp cho thần tượng của mình? Bọn em sẽ vẫn như thế thôi ạ, kiểu xem đi xem lại. Nhưng mà chắc là phải có một cái gì khác hơn để cho nó đột phá hơn chứ. Sẽ kêu gọi nhiều bạn hơn. Trước đó thì trước khi mà ra mắt cái MV đó thì sẽ kêu gọi thêm nhiều người hơn nữa bằng những cái trang mạng xã hội để có thể người ta biết đến. Gọi bố mẹ tham gia cùng không? Có, kêu gọi người thân và bố mẹ để có thể cùng nhau xem cái MV đó. Hôm vừa rồi bố mẹ có xem MV đấy và bố mẹ nói gì? Có, rất là đẹp. Đẹp ạ, khen rất là đẹp ạ. À, như vậy là trong các Sky của Sơn Tùng là có cả các phụ huynh đúng không? Vâng. Rồi một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều bạn Tú Minh và bạn Huy đã tới với và chia sẻ với các khán giả của chương trình Chào Buổi Tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, để cho các vị khán giả thì có thể hiểu rõ hơn về một nghệ sĩ cũng như là về cộng đồng những người hâm mộ của nghệ sĩ đó, và cũng như là lời kêu gọi của các hai bạn trong chương trình ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy hâm mộ các thần tượng của mình một cách khoa học và lành mạnh, để bản thân những cái thành tựu mà các nghệ sĩ đạt được cũng là những thành tựu mà thực sự là minh bạch và trong sạch, và chúng ta thực sự là ngưỡng mộ những cái thành tựu đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.